Chào các em đến với chương trình dạy học trực tuyến với phần môn đại số lớp 10. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài số 3 của chương 1 về nội dung tập hợp và các phép toán trên tập hợp. Sau đây chúng ta sẽ cùng vào nội dung cụ thể như sau. 1. Tập hợp. Khái niệm tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học không định nghĩa. Ta có thể hiểu khái niệm tập hợp qua các ví dụ như là tập hợp tất cả các học sinh lớp 10, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thánh Tông, hay tập hợp về các số nguyên tố. Thông thường, mỗi tập hợp gồm các phần tử cùng có chung một hay một vài tính chất nào đó. Ví dụ như tập hợp các số nguyên tố, thì số nguyên tố là những số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Vì vậy, 2 là phần tử của tập hợp các số nguyên tố, vì 2 chỉ có hai ước là 1 và 2. Tuy nhiên, 4 thì không phải là phần tử của tập hợp các số nguyên tố, vì 4 có đến 3 ước là 1, 2 và 4. Ở chương trình lớp dưới, chúng ta đã được làm quen với khái niệm tập hợp. Vì vậy, chúng ta cũng đã biết là tập hợp thường được ký hiệu bằng một chữ cái in hoa. Do đó, cô sẽ cho một tập hợp X. Nếu như A là phần tử của tập hợp X, ta sẽ viết A thuộc X. Nếu như A không thuộc phải là phần tử của tập hợp X, ta viết A không thuộc X. Vậy về cách xác định tập hợp thì như thế nào? Các em có còn nhớ hay không? Sau đây cô xin nhắc lại về cách xác định tập hợp. Cách thứ nhất đó là liệt kê các phần tử của tập hợp. Cách thứ hai là chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Để các em có thể nhớ lại về cách xác định của tập hợp, chúng ta cùng vào ví dụ sau đây. Ví dụ số 1 cho tập hợp A là gồm n thuộc n lớn sao cho n lớn. Lớn hơn 3 và bé bằng 10. Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó. Chúng ta thấy rằng A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và bé bằng 10. Do đó chúng ta dễ dàng liệt kê A gồm các phần tử 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và các phần tử này được liệt kê trong dấu ngoặc móc cách nhau bởi dấu chấm phẩy vì nó là phần tử số. Ví dụ số 2. Cho tập hợp B gồm các phần tử trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3. Hãy viết tập hợp B bằng cách chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng các phần tử của B đều là số nguyên, gồm số nguyên âm và số nguyên dương, và liên tục từ trừ 3 đến 3. Do đó, chúng ta có thể viết B bằng x thuộc z, z là tập hợp số nguyên, với x lớn bằng trừ 3 và bé bằng 3. Ngoài ra, chúng ta có thể thay ký hiệu x lớn bằng trừ 3, bé bằng 3, bằng ký hiệu trị tuyệt đối x, bé hơn hoặc bằng 3. Vậy chúng ta có hai cách để viết tập hợp B ở dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Tập hợp mà không chứa phần tử nào hết được gọi là tập hợp rỗng và được ký hiệu là O gạch chéo, các em lưu ý là gạch đúng chiều. Thì ký hiệu này chúng ta đã được làm quen ở chương trình của lớp dưới. Tập hợp C gồm các phần tử x thuộc R, thỏa x bình cộng 1 bằng 0 là một tập hợp rỗng, bởi vì phương trình x bình cộng 1 bằng 0 vô nghiệm. Do đó chúng ta có thể ghi C bằng rỗng. Chúng ta qua nội dung số 2, tập con và tập hợp bằng nhau. Tập con. Tập A được gọi là tập con của B và ký hiệu là A con B nếu mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B. Chúng ta có thể ghi dưới dạng mệnh đề chứa ký hiệu mọi như sau: mọi x, x thuộc A thì x thuộc B. Từ định nghĩa này, chúng ta có dễ dàng rút ra những cái tính chất như sau. Nếu A con B và B con C thì A con C. Tính chất thứ hai là mọi tập hợp đều là con của chính nó. Tính chất thứ ba là tập rỗng là con của mọi tập hợp. Để hiểu rõ hơn về tập hợp con, chúng ta xét ví dụ. Số 4. Cho tập hợp A là x thuộc n sao cho x bình bé hơn 2 và b là gồm 3 phần tử trừ 1, 0, 1. Hỏi A con B hay B con A? Thì chúng ta thấy là B có 3 phần tử. Vậy A là x thuộc n với x bình bé hơn 2. Chúng ta sẽ đưa A về dạng liệt kê là số tự nhiên sao cho bình phương nhỏ hơn 2.
để chúng ta chọn số tự nhiên nhỏ nhất là 0, thì 0 thỏa không bình bé hơn 2, do đó A sẽ chứa phần tử 0. Có phần tử 0. 1, bình phương bé hơn 2 đúng, do đó A sẽ có phần tử 1. Tuy nhiên 2 bình phương bé hơn 2 là sai, vậy thì 2 không phải là phần tử của A. Do đó A sẽ có hai phần tử là 0 và 1. Và B có 3 phần tử là -1, 0, 1. Tất cả phần tử của A đều thuộc tập hợp B. Vì vậy ta sẽ có A cộng B. Chúng ta qua khái niệm hai tập hợp bằng nhau. Hai tập hợp bằng nhau được ký hiệu là A bằng B. Nếu mỗi phần tử của A là một phần tử của B, và nếu mỗi phần tử của B là một phần tử của A, điều này chứng tỏ A bằng B khi và chỉ khi A con B và B con A. Nếu hai tập hợp không bằng nhau, ta ghi ký hiệu là A khác B. Chúng ta cùng xét ví dụ sau đây. Ví dụ số 5. Cho tập hợp A gồm x thuộc n sao cho x lớn hơn 1 và bé hơn 4, và B là x thuộc z sao cho x bình trừ 9 bằng 0. Hỏi tập hợp A và B có bằng nhau không? Chúng ta thấy rằng A là gộp số tự nhiên lớn hơn 1 và bé hơn 4. Do đó, ta viết A dạng liệt kê gồm hai phần tử là 2 và 3. B là tập hợp số nguyên thỏa x bình trừ 9 bằng 0. Chúng ta sẽ giải phương trình và tìm được nghiệm là 3 và trừ 3. 3 và trừ 3 này đều thuộc z. Do đó, B sẽ có hai phần tử là trừ 3 và 3. Chúng ta nhận thấy tập hợp A khác tập hợp B. Và chúng ta có thể giải thích là vì B có phần tử trừ 3, nhưng trừ 3 thì không thuộc A. Nên A khác B. Có nghĩa là hai tập hợp khác nhau nếu có một phần tử của A không là phần tử của B, hoặc có một phần tử của B không là phần tử của A. Trong trường hợp này, cô chọn trừ 3. Tụi em có thể chọn 2 thuộc A nhưng 2 không thuộc B, thì A vẫn khác B. Các em cần lưu ý điều này. Cách xác định tập hợp thông qua dạng liệt kê và chỉ ra tính chất đặc trưng. Ngoài ra, các em được mô tả tập hợp một cách trực quan bằng hình vẽ là một đường khép kín gọi là biểu đồ Venn. Và biểu đồ Venn chúng ta đã được làm quen ở chương trình lớp 6 rồi. Ví dụ số 6 là hãy minh họa biểu đồ Venn các cái quan hệ n sao, con n, con z, con q, q con r. Với n sao là tập hợp số tự nhiên khác không, n là tập hợp số tự nhiên, z là tập hợp số nguyên và q là tập số hữu tỉ, r là tập hợp số thực. Thì để minh họa bằng biểu đồ Venn, chúng ta chỉ cần vẽ một đường khép kín của tập hợp n sao. Và vì n sao là con của n nên hoàn toàn nằm bên trong tập hợp số tự nhiên n. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có biểu đồ Venn thể hiện mối quan hệ bao hàm trên. Chúng ta thấy rất là đẹp và dễ hình dung. Chúng ta qua nội dung tiếp theo, đó là một số các tập con của tập hợp số thực. Chúng ta sẽ được làm quen với tên gọi, ký hiệu và mới như sau. Chúng ta cần quan tâm đó là ký hiệu âm vô cực cộng vô cực. Chúng ta có thể đọc là âm vô cùng cộng vô cùng, và đọc đây là khoảng âm vô cùng đến dương vô cùng. Đây chính là tập hợp R và biểu diễn trên trục số, là chúng ta kẻ trục số ra. Ngoài ra chúng ta sẽ học thêm một cái số khái niệm mới như là đoạn AB, là gồm các phần tử x, x lớn bằng A, bé bằng B, và biểu diễn trên trục số là phần tử thuộc đoạn AB thì giữ lại, không thuộc đoạn AB thì chúng ta gạch đi. Khoảng AB là được ghi ở dạng tập hợp là gồm phần tử x sao cho x lớn hơn A, bé hơn B. Và khi biểu diễn trên trục số, chúng ta cũng ghi đúng ngoặc và phần tử thuộc khoảng AB thì giữ lại, không thuộc thì gạch đi. Đây gọi là biểu diễn trên trục số. Tương tự, chúng ta có các khái niệm nửa khoảng đoạn AB, nửa khoảng AB với A là ngoặc vuông, hay là nửa khoảng AB với B là ngoặc vuông.
nửa khoảng a đến dương vô cùng hay nửa khoảng âm vô cùng tới a. Chúng ta để ý rằng đối với ngoặc vuông thì khi biểu diễn tập hợp chúng ta có dấu bằng, ngoặc tròn thì không, không có dấu bằng. Và trên trục số thì ngoặc vuông ký hiệu như thế nào thì trên trục số cũng sẽ có ngoặc tương ứng. Chúng ta cũng có khái niệm khoảng a đến dương vô cùng và khoảng âm vô cùng đến a. Các em cần ghi nhớ bảng ký hiệu, cách biểu diễn tập hợp và biểu diễn lên trục số của các đoạn khoảng và nửa khoảng. Rất là dễ nhớ ha, các em cần nhớ là đoạn AB thì chúng ta để x vào chính giữa và chúng ta đọc a bén bằng x bén bằng d, với cách lưu ý là luôn là dấu bé hoặc là bé hơn hoặc bằng, ngoặc vuông thì là bé hơn hoặc bằng, còn ngoặc tròn thì là chỉ có dấu bé thôi. Ví dụ chúng ta coi chấm tròn màu đỏ này là x thì chúng ta sẽ đọc là a bé hơn x bén b. Còn nửa khoảng AB thì chúng ta sẽ đọc là a bé hơn hoặc bằng x bén b, tại vì a là ngoặc vuông, b là ngoặc tròn. Còn nửa khoảng a đến dương vô cùng thì a bé hơn hoặc bằng x, hoặc chúng ta có thể viết ngược lại là x lớn bằng a, có nghĩa là những cái số từ a trở đi lớn hơn a. Tương tự với khoảng và a dương vô cùng và khoảng âm vô cùng thì a. Các em cần ghi nhớ. Để các em có thể ghi nhớ bảng ký hiệu cũng như cách biểu diễn tập hợp, biểu diễn trục số, thì chúng ta sẽ xét một cái ví dụ để khắc sâu những cái ký hiệu này. Ví dụ số 7, hãy ghép mỗi ý ở cục trái và mỗi ý ở cục phải có cùng một nội dung thành cặp A, B, C, D và cục số 2 là 1, 2, 3, 4, 5. Các em hãy làm thử ha. Thì ở đây chúng ta thấy rất là đơn giản, cứ ngoặc vuông thì chúng ta sẽ đọc, để đây đây là dấu chấm là x ha. 1 bén bằng x bén bằng 5. Vậy thì A của chúng ta sẽ nói với 4. Và chúng ta sẽ có kết quả như sau. A là với 4. Và B là 1 bé hơn x bén bằng 5. Sẽ nói với 1. C là 5 bén bằng x, hay đọc lại là x lớn bằng 5. Nói với 3. D là 1 bé hơn x bé hơn 5, là nói với 5. Và E là âm vô cùng, chúng ta không cần ghi, chúng ta cần ghi gọi là x bé hơn 5. Nói với 2. Thì chúng ta có đáp số là A nói với 4, B nói với 1, C với 3, D với 5 và E với 2. Ví dụ này sẽ giúp các em khắc sâu các ký hiệu. 4. Các phép toán trên tập hợp. Chúng ta sẽ học các phép toán trên tập hợp là một nội dung khá là quan trọng. Về phép hợp cho tập hợp A và tập hợp B, thì phần mà gạch màu xanh chúng ta đang thấy được gọi là hợp của hai tập hợp A và B. Ký hiệu là AUB, chúng ta đọc là A hợp B. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy hết tất cả các phần tử của A và của B, lấy hết. Có nghĩa là phần tử A cũng lấy hoặc thuộc B cũng lấy. Vì vậy, A hợp B chính là tập hợp các phần tử x sao cho x thuộc A hoặc x thuộc B, có nghĩa là lấy hết. Chúng ta cùng xét ví dụ sau đây. Cho A là đoạn trường 22 và B là khoảng âm vô cùng 1, xác định A hợp B. Thì A hợp B là lấy hết các phần tử, tuy nhiên A và B của chúng ta cho ở dạng đoạn với khoảng. Vì vậy chúng ta cần phải biểu diễn trục số để xác định A hợp B như thế nào. Các em lưu ý các bước làm như sau. Khi tập hợp A và B cho ở dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng, thì bước đầu tiên là các em kẻ trục số và biểu diễn các giá trị đầu mút lên trên trục số. Thì các giá trị đầu mút của chúng ta là trừ 2, 2, 1 và sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Âm vô cùng thì các em có thể ghi ở vị trí đầu mút hoặc không cũng được. Đó là bước 1. Bước 2, đối với hợp hai tập hợp là chúng ta sẽ tô tập hợp A, A hợp B thì chúng ta sẽ tô tập hợp A, những phần tử thuộc tập hợp A là chúng ta tô lên. Và những phần tử thuộc tập hợp B chúng ta cũng tô lên. Nghĩa là những cái vùng mà chúng ta tô đó, nghĩa là lấy hết
các phần tử của A và B. Còn cái nào không tô thì chúng ta bỏ đi. Khi đó A hợp B chính là khoảng nửa khoảng âm vô cùng thứ hai. À, đây là phép toán hợp và cô đã ví dụ minh họa cho tụi em là cách hợp giữa đoạn và khoảng với nhau bằng trục số. Ví dụ về phép giao cho tập hợp A và tập hợp B. Phần màu hồng mà các em quan sát thấy đó chính là A giao B. À, ký hiệu là A u ngược ha, mình đọc là A giao B. Có nghĩa là mình sẽ lấy cái phần tử chung của A và B. Nghĩa là phần tử đó vừa thuộc A mà vừa thuộc B. Thì A giao B chính là bằng x sao cho x thuộc A và x thuộc B. Chúng ta viết ví dụ chính như sau. Cho A là nửa khoảng trừ 5 đến 4 và B là một đoạn trừ 26. Hãy xác định A giao B. Thì cũng như ví dụ trên, chúng ta cũng sẽ làm bước đầu tiên đó là kẻ trục số và sắp xếp các giá trị đầu mút theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Các em lưu ý là phải đúng thứ tự từ nhỏ tới lớn. Bước thứ hai là các em biểu diễn tập hợp A trên trục số. Biểu diễn có nghĩa là phần tử thuộc A mình giữ lại. Chứ mình không có tô mà làm mình biểu diễn là phần tử thuộc A mình không làm gì hết. Phần tử không thuộc A thì mình bỏ đi. Xong tập hợp A. Mình biểu diễn B lên trục số có nghĩa là phần tử thuộc B thì mình giữ lại. Những cái nào không thuộc B thì mình bỏ đi. Sau khi mình gạch xong hai lần thì mình thấy cái phần còn trống đó chính là phần A giao B, có nghĩa là cái phần tử vừa thuộc A mà vừa thuộc B. Vậy thì A giao B lúc này chính là bằng đoạn trừ 24. À. Rồi, chúng ta qua phép toán tiếp theo. Phép hiệu cho tập hợp A và tập hợp B. Khi đó, cái phần mà cô gạch chéo, đây được ký hiệu là A hiệu B. À, chúng ta dễ dàng thấy A hiệu B là lấy phần tử thuộc A. Không có phần tử nào thuộc B hết. Có nghĩa là chỉ lấy phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Và không thuộc B. Có nghĩa là A hiệu B sẽ bằng các phần tử x, x thuộc A và x không thuộc B. Để hiểu rõ, chúng ta xét ví dụ. Cho A là nửa khoảng trừ 23 và B là một đoạn 15. Hãy xác định A hiệu B. Tương tự như hai ví dụ trên, chúng ta cũng sẽ kẻ trục số và biểu diễn các giá trị đầu mút theo thứ tự từ nhỏ tới lớn, trừ 2, 1, 3, 5. Vì A hiệu B là lấy phần tử thuộc A, nên do đó chúng ta sẽ biểu diễn A. Nghe lấy những phần tử thuộc A, nó nào không thuộc A thì bỏ. Và phần tử thuộc B thì bỏ đi. Nghe chúng ta sẽ biểu diễn, chúng ta xác định B lên trên trục số và bỏ B đi. Xác định B trên trục số và bỏ B đi. Lưu ý B là đoạn 1, 5, có nghĩa là 1 thuộc B. Do đó chúng ta phải bỏ số 1 đi. Dựa vào trục số, chúng ta sẽ có A hiệu B là bằng khoảng trừ 21. Thì các em lưu ý là số 1 này chúng ta đã gạch đi, có nghĩa là không lấy số 1. Nên chỗ này là ngoặc tròn. Phép lấy phần bù. Ta cho tập hợp A và là B là con của A. Khi đó, phần bù của B trong A chính là phần màu hồng và sẽ được ký hiệu là CAB. Em thấy phần gạch màu hồng là phần bù CAB. Thì phần bù CAB là chúng ta lấy những cái phần tử thuộc A, không lấy phần tử B. Vậy đó chính là phép hiệu đó. Vậy CAB chính là bằng A hiệu cho B. Chúng ta xét ví dụ cho A là khoảng âm vô cùng đến trừ 3, hãy xác định phần bù của A trên R. Thì phần bù của A trên R chính là bằng R trừ đi A, tức là R trừ đi khoảng âm vô cùng đến trừ 3. Tiên chúng ta biểu diễn tập hợp R lên là nguyên cái trục số, trừ đi âm vô cùng đến trừ 3. Có nghĩa là gạt bỏ cái phần âm vô cùng đến trừ 3. Lưu ý là trừ 3 nó không có thuộc A nên do đó chúng ta chỉ gạch bỏ ở bên trong thôi. Khi đó CRA nó sẽ bằng nửa khoảng trừ 3 đến dương vô cùng. Nghĩa là tại trừ 3 đây chúng ta không bỏ đi nha tụi em. Vậy thì chỗ này sẽ là mặt vuông. Chúng ta vừa học về 4 phép toán ở trên tập hợp. Phép hợp, phép giao, phép hiệu và phép lấy phân bù.
Và bài học hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta cần ghi nhớ những nội dung như sau. Thứ nhất là về tập hợp, các em cần ghi nhớ về cách xác định tập hợp. Có hai cách là liệt kê các phần tử hoặc là chỉ ra các tính chất đặc trưng của các phần tử. A cần B khi mọi phần tử của A đều là đều thuộc tập hợp B. A bằng B khi và chỉ khi A cần B và B cần A. Chúng ta cần ghi nhớ các ký hiệu về khoảng, đoạn, nửa khoảng, cách viết tập hợp và biểu diễn trên trục số để có thể làm được các bài tập liên quan đến các phép toán trên tập hợp. A hợp B là lấy tất cả các phần tử của A, tất cả phần tử của A của B, có nghĩa là phần tử thuộc A cũng lấy, thuộc B cũng lấy. A giao B là lấy phần tử chung, nghĩa là phần tử vừa thuộc A mà vừa thuộc B. A hiệu B là mình lấy phần tử thuộc A nhưng không thuộc B, nghĩa là x không thuộc B. Trong trường hợp nếu B còn A thì chúng ta có phép lấy phần bù CAB là bằng A trừ B. Chúng ta có thể nhớ là lấy phần tập hợp dưới hiệu cho tập hợp trên. Đây là tất cả những kiến thức mà chúng ta vừa được học. Tuy nhiên, để làm được bài tập tốt, các em phải cần luyện tập nhiều, và đặc biệt là đối với các phép toán trên tập hợp liên quan đến khoảng, đoạn và nửa khoảng. Chúc các em học tập tốt.